Đó, các bạn thấy chưa? Rất chuẩn. Súp vàng Samsung. Này nó đang đào móng nhà mà kìa. Súp này đang đào móng nhà mọi người nhé, gần nhà mình luôn. Ở kia có một cái khoan nhỉ, đấy là cái búa đấy là để nó chốc nó nắp vào trong cái gầu, nó đục đục bê tông mọi người ạ.